giới thiệu bản thân là mình tên là Nhung. Ở đây là qua blog Yahoo, blog Plus và biết được anh Tiến Hùng và mọi người ở đây qua Yêu Hà Nội. Thì thực sự ra mà rất là ít tuổi, nhưng mà khi được biết và được tham gia blog đó, thì được học hỏi kinh nghiệm sống và qua những cái bài viết ở trên blog và những comment của mọi người về sự quan tâm đôi khi là chỉ là tem của não quan thầu hoặc là cái gì đó, thì cảm thấy là tình cảm ở trên mạng nó không đơn giản là chỉ là những cái comment hoặc là những cái ghé qua thăm, mà nó có một cái gì đặc biệt mà mọi người muốn chia sẻ và dành riêng cho nhau. Sau một lần thì mà cảm thấy rằng là tham gia cái mạng xã hội này nó không còn là ảo nữa, mà nó có một cái gì đấy nó rất là chân thật, và đôi khi tình cảm nó dành cho nhau truyền thoại này, những con mơ hỏi thăm nó rất là sâu sắc, nó để ở trong tấm lòng mỗi người là một cái gì đấy, một hình tượng về một con người. Không chỉ là offline của một diễn đàn mà mọi người còn xây dựng với nhau một tình cảm, một khối đoàn kết để giúp đỡ nhau và phát triển tình cảm, tình bạn của nhau nhiều hơn.